mời quý vị lắng nghe lời Chúa Chúa Nhật tuần 17 mùa thường niên năm A, ngày 30 tháng 7 năm 2023. Bài suy niệm của nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Đa Minh, Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 13. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý. Ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Suy niệm kho báu nước trời. Trong chúng ta có ai từng thắc mắc nước trời ở đâu không? Theo quan điểm thời xưa, Thiên Chúa là vua của một nước mà nơi đó gọi là nước trời. Thiên Chúa ở trên trời và con người ở dưới đất, như được miêu tả trong sự kiện Chúa lên trời. Và đang khi chúc lành cho các môn đệ, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời, nơi ngự bên hữu Thiên Chúa. Vậy nước trời ở đâu? Trên cao hay dưới thấp? Nước ấy có rộng không? Con người qua bao thời đại, cách này hay cách khác, họ đều khao khát vươn tới thực tại nước trời, nơi không có những gì thuộc về trần gian như đau khổ, bệnh tật, chiến tranh và loạn lạc. Nước trời đó không phải là một nơi ở trên trời mà con người có thể bay lên được, nhưng đúng hơn đó là một tình trạng được sống ở trong Thiên Chúa. Nơi nào có Thiên Chúa, chỗ ấy có nước trời hiển trị. Những người thuộc nước trời là những người thuộc về Thiên Chúa. Cả hành trình rao giảng của Chúa Giêsu là một bản tường thuật về nước trời. Ngài giới thiệu nước trời cho con người và làm thế nào để đạt được nước trời và nhận ra giá trị đích thực của nước trời. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để diễn tả nước trời. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Không phải là nước trời được so sánh với một kho báu, nhưng điều so sánh là sự việc xảy ra khi một người tìm thấy kho báu với một người khám phá ra nước trời. Người kia gặp được. Câu chuyện rất giản dị. Kho báu này không phải là tài sản của ông chủ ruộng, không phải tìm kiếm một cách gian khổ khó khăn, cũng chẳng phải là ở một nơi nào hiểm trở. Nhưng nước trời trong con người Chúa Giêsu vẫn ở đó. Một khi khám phá ra, tự nhiên anh ta rũ bỏ mọi điều khác. Sự từ bỏ này đặc biệt, không phải người này từ bỏ tài sản để tìm được kho báu, nhưng là kết quả sau khi đã tìm thấy kho báu thì anh ta từ bỏ tất cả. Anh đi bán tất cả những gì anh có.
Anh làm một công việc mà chẳng ai hiểu được. Anh bán tất cả, bán hết không để lại gì. Chính đây là điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong dụ ngôn của người. Nước trời như một kho báu. Khi nhận ra giá trị của nước trời, nó sẽ thúc đẩy ta từ bỏ tất cả những gì mình có, kể cả bản thân, để chiếm bằng được kho báu đó. Chuyện thương gia đi tìm ngọc quý cũng thế. Thương gia này không có chủ đích tìm nước trời, nhưng bất chợt ông đã thấy nước trời. Người tìm thấy nước trời có thể là một thương gia, một nông dân làm thuê, không phân biệt giai cấp, trình độ, sang hèn. Họ vui mừng và không tiếc bất cứ thứ gì để đánh đổi nước trời. Một sự tự nguyện mãnh liệt trỗi dậy, niềm vui tràn ngập trong tâm hồn và hạnh phúc chan chứa của người tìm thấy nước trời thúc đẩy họ từ bỏ tất cả. Họ đã nhận ra điều giá trị nhất trong cuộc đời họ chính là nước trời, còn những thứ khác chỉ là thứ yếu. Còn chúng ta có sẵn sàng đón nhận nước trời, có dám đánh đổi tất cả để nhận được nước trời không? Chúng ta có quảng đại đầu tư vào nước trời, nơi là thành trì vững chắc, nơi đem đến cho ta niềm vui, an bình, hoan lạc, nơi mà ta được đắm chìm trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy từ bỏ tất cả, hãy trở nên trắng tay để Thiên Chúa đặt vào bàn tay ấy một sự sống mới trong ân sủng của Ngài. Lạy Chúa, xin ánh sáng Thần Linh Chúa giúp con cảm nghiệm được sự quý giá và siêu việt của nước trời. Đừng để con chạy theo những lời hứa hão huyền của thế gian. Xin giúp con luôn can đảm, kiên trì sống với chính sự lựa chọn của mình trong tin yêu và phó thác vào tình thương Chúa. Amen. Trời như một kho báu, đường chôn giấu trong ruộng đời. Có người đi tìm và thấy, đã về bán hết gia tài mà mua thừa ruộng ấy. Nước trời lại giống như chuyện một thương gia tìm viên ngọc đẹp. Khi gặp xin bao mừng vui, trở về bán hết gia tài mà mua viên ngọc mình yêu. Xin cho con biết quý trọng ơn phúc của Chúa tuyệt vời, để con dám bước ra đi tìm nước trời cao quý. Xin cho con biết quý trọng ơn phúc sự sống muôn đời, để dám xem nhẹ tất cả mà tròn ơn phúc Chúa thôi. Nước trời cao trong khôn vĩ, ẩn sau những chuyện đời người. Mắt phàm con chẳng nhận ra, nên thường đánh giá sai lầm, tròn theo đời phù phiếm. Nước trời là suối ân lành, từ đau thương thâm giá khổ huyền. Mỗi ngày nếu con từ chối, vác thập tự cất bước theo Ngài, là con xa lạc niềm tin. Xin cho con biết quý trọng ơn phúc của Chúa
tuyệt vời, để con dám bước ra đi, đi tìm nước trời cao quý. Xin cho con biết quý trọng ơn phúc sự sống muôn đời, để dám xem nhẹ tất cả mà tròn ơn phúc Chúa thôi.